trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Ông Donald Trump phải đối mặt với nguy cơ là sẽ bị truy tố thêm một vụ mới. Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sắp phải đối mặt với những cáo buộc hình sự ở tiểu bang Georgia sau khi thẩm phán từ chối hủy cuộc điều tra cáo buộc ông ta đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở tiểu bang này vào năm 2020. Theo thông tấn Reuters cho biết, thẩm phán Robert McBurney của tòa án tối cao quận hạt Fulton của Georgia đã bác bỏ đề nghị của ông Trump về việc truất quyền công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra để nhằm ngăn chặn mọi cáo trạng tiềm năng cũng như là báo cáo đặc biệt của đại bồi thẩm đoàn, bao gồm có cả những đề nghị về người sẽ bị buộc tội. Báo cáo hiện nay được bảo mật theo lệnh của thẩm phán McBurney, trong khi chờ các cáo buộc chính thức ở trong vụ việc. Công tố viên của quận hạt là bà Fannie Willis ở Fulton cho biết, bà dự định yêu cầu đại bồi thẩm đoàn phê chuẩn các cáo buộc trong vòng 3 tuần tới. Bà Willis đã điều tra nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống vào năm 2020 của ông Trump kể từ tháng Giêng năm 2021. Hành động diễn ra ngay sau khi xuất hiện băng ghi âm cuộc gọi điện thoại, trong đó ông Trump yêu cầu giới chức phụ trách bầu cử của Georgia phải tìm kiếm đủ phiếu bầu để lật ngược lại chiến thắng của đối thủ dân chủ là ông Joe Biden. Cuộc điều tra trên một phạm vi rộng cũng xem xét hành vi của các luật sư phía ông Trump và những người đã từng tham gia vào một nỗ lực để nhằm trao các phiếu đại cử tri đoàn cho ông Trump thay vì là ông Biden. Đây chỉ là một trong nhiều rắc rối pháp lý mà ông Trump đang phải đối mặt. Cho đến nay thì ông này vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái của mình và đồng thời cáo buộc công tố viên Fannie Willis, vốn là một thành viên của Đảng Dân Chủ, đang có động cơ chính trị đổi chống lại ông. Thống đốc Florida cáo buộc con trai ông Biden được ưu đãi. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho rằng Hunter Biden, con trai đương kim Tổng thống Mỹ, đáng lẽ đã bị bỏ tù nếu thuộc Đảng Cộng Hòa. Ông Ron DeSantis nhắc về những bê bối của Hunter Biden và nói chính quyền đã áp đặt tiêu chuẩn kép về công lý với sự việc này. Không có lệnh khám xét từ FBI, không có đại bồi thẩm đoàn, không có sự hiếu chiến như lúc chính quyền nhắm vào một số đảng viên Cộng Hòa, ông DeSantis chỉ trích. Thống đốc Florida nói thêm, FBI đã quyết liệt với cựu Tổng thống Trump, nhưng không thể hiện thái độ tương tự với đảng viên Dân Chủ Hillary Clinton và giờ là Hunter Biden. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Corinne Jean-Pierre khẳng định, Hunter là công dân và đây là vấn đề cá nhân. Vụ kiện được Bộ Tư pháp giải quyết độc lập dưới sự dẫn dắt của một công tố viên được bổ nhiệm từ thời ông Trump. Trong một cuộc điều trần kín mới đây với Ủy ban Giám sát Hạ viện, ông Devon Archer, một người bạn làm ăn ngày trước với ông Hunter Biden cho rằng con trai của Tổng thống chỉ lòe thiên hạ, bán ảo tưởng về người cha quyền lực. Tuy nhiên, trái với mong muốn của phía Cộng Hòa, phần điều trần của ông Archer lại không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy có mối liên quan giữa Tổng thống với các hoạt động kinh doanh với ngoại quốc của người con trai. Ông Archer khẳng định mặc dù ông Hunter có bật loa điện thoại những lần nói chuyện với người cha, tức là ông Joe Biden, trước sự chứng kiến của các đối tác, nhưng lại không bao giờ bàn việc kinh doanh trong những cuộc trò chuyện đó. Một phụ nữ Mỹ bị buộc tội âm mưu giết chồng ở tại Bahamas. Bà Lindsay Silver, 36 tuổi ở Thomasville của tiểu bang Georgia, cùng với hai người ở Bahamas đã bị buộc tội mưu sát bất thành. Ông Robert Silver là một giám đốc điều hành bảo hiểm và cũng là một cựu cầu thủ bóng bầu dục ở tại Đại học Auburn. Công tố viên cáo buộc các bị cáo đã âm mưu giết người vào ngày 26 tháng 7 khi đang ở quần đảo Abaco. Các bị cáo là Terence Adrian Berto, 28 tuổi và Farron Newbold Jr., 29 tuổi. Hai người đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc âm mưu giết người. Cảnh sát ở tại Bahamas đã thành công ngăn chặn âm mưu này bằng cách dựa vào thông tin quan trọng ở trên một chiếc điện thoại đã được thu giữ trong một cuộc điều tra tội phạm khác về một vụ đột nhập doanh nghiệp địa phương gần đây. Các tin nhắn ở trên điện thoại cho thấy có một sự tồn tại của một âm mưu giết người. Chủ sở hữu của chiếc điện thoại hiện nay vẫn chưa được công bố danh tính. Lindsay và Robert Silver đều từng học ở tại Đại học Auburn và sống ở Thomasville. Cả hai đã nộp đơn xin ly hôn sau một thời gian chung sống. Silver liệt kê hành vi ngoại tình của Lindsay là lý do ông ly hôn, nói rằng cuộc hôn nhân đã tan vỡ và không thể cứu vãn. Còn đơn ly hôn của bà Lindsay cho biết bà đã mắc nợ vượt quá khả năng trả nợ của mình và đề nghị ông Robert phải chịu trách nhiệm để trả nợ. Gia đình này đã dành khá nhiều thời gian ở Bahamas theo những hình ảnh được đăng ở trên một tài khoản mạng xã hội được cho là của bà Lindsay. Robert Silver từng là thành viên của một đội bóng bầu dục. Các tài liệu tòa án ở Bahamas đã xác định nhầm danh tính của anh này là Richard Silver. Chính quyền Biden công bố kế hoạch sinh viên trả nợ theo lợi tức lúc ra trường,
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vừa tung ra một trang web thí nghiệm cho kế hoạch vay nợ của sinh viên đang theo học, cho phép người vay tiền bắt đầu nộp đơn tham gia chương trình khi việc trả nợ sinh viên của liên bang được tái tục vào tháng 10 sắp tới. Kế hoạch mang tên SAVE, tức Saving on a Valuable Education, tiết kiệm nhờ một nền giáo dục giá trị, đã được đưa ra sau khi tối cao Pháp viện bác bỏ sáng kiến xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Biden vào hồi tháng 6 vừa qua. Sáng kiến mới này của chính quyền Biden đánh dấu một thay đổi có ý nghĩa trong hệ thống cho sinh viên đi vay tiền đi học của liên bang, vì nó có khả năng hạ thấp số tiền trả nợ hàng tháng cho một số sinh viên vay nợ và cắt bớt tổng số tiền mà họ phải trả lại. Một giới chức cao cấp của chính quyền nói với đài CNN rằng một phần cam kết của Tổng thống là nhằm cải thiện hệ thống cho sinh viên vay tiền và giảm bớt gánh nặng do món nợ đó tạo nên cho các gia đình người Mỹ. Sáng kiến SAVE là một phần thiết yếu trong ý tưởng đó. Nó trở nên quan trọng vào lúc sinh viên chuẩn bị hoàn trả số tiền họ đã vay lúc còn đi học. Thể thức ghi danh vào chương trình vay nợ mới dành cho sinh viên đơn giản chỉ trong 10 phút và nhiều phần phải điền vào trong đơn đều chứa sẵn những thông tin rút ra từ hồ sơ của chính phủ, kể cả hồ sơ khai thuế do IRS cung cấp. Các giới chức cho biết, các sinh viên muốn vay tiền đi học theo kế hoạch mới này có thể vào trang web studente.gov để điền đơn hoặc tham khảo thêm. Một ngân hàng nhỏ ở tiểu bang Kansas bị phá sản, tuy nhiên tài chính vẫn vững mạnh. Các cơ quan quản trị ngành ngân hàng của Kansas tuyên bố, ngân hàng Heartland Tri-State ở Eckhart bị tịch biên, nhưng chính phủ xác nhận rằng sự sụp đổ của ngân hàng này không phải là dấu hiệu đưa đến hậu quả nghiêm trọng cho ngành ngân hàng của tiểu bang. Cơ quan quản trị ngân hàng của Kansas thông báo về tình trạng nhà băng này bị mất khả năng chi trả do một sự kiện cá biệt. Tuy nhiên, chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Theo FDIC, ngân hàng Heartland Tri-State có tổng tài sản là 139 triệu Mỹ Kim và 130 triệu Mỹ Kim tiền gửi ở tại thời điểm nó bị phá sản. FDIC sẽ tịch thu tài sản của ngân hàng này và Heartland Tri-State sẽ được Dream First Bank ở Syracuse mua lại và các thủ tục kết hợp bắt đầu vào ngày 31 tháng 7. Sự sụp đổ của ngân hàng Heartland Tri-State diễn ra sau sự kiện các ngân hàng như là First Republic Bank, Silicon Valley Bank và Signature bị đóng cửa vào đầu năm nay, đã đặt ra những câu hỏi về tính ổn định của thị trường tài chính. Tuy nhiên, cơ quan quản trị ngân hàng và Hiệp hội Ngân hàng Kansas liên tục khẳng định rằng không có bất kỳ mối lo ngại lớn nào đối với ngành ngân hàng của tiểu bang, do Kansas có tài chính vững mạnh. FDIC sẽ bảo đảm rằng khách hàng của Heartland Tri-State Bank sẽ vẫn tiếp tục tiến hành sử dụng tiền của họ bằng các chi phiếu, sử dụng máy ATM và sẽ tự động trở thành khách hàng của Dream First Bank mà không cần phải thay đổi các thỏa thuận mở tài khoản với ngân hàng. Bất chấp sự thất bại của Heartland Tri-State Bank, cơ quan quản trị ngân hàng của Kansas vẫn tái khẳng định rằng toàn bộ ngành ngân hàng của tiểu bang này vẫn không bị ảnh hưởng bởi vì sự kiện này, bởi vì chúng vẫn vững mạnh. Thống trị vệ tinh Starlink, Elon Musk khiến thế giới e dè. Elon Musk đã đưa ra hàng ngàn vệ tinh Starlink vào quỹ đạo và lúc này thế giới bắt đầu cảm nhận được sức mạnh công nghệ của SpaceX. Việc Elon Musk gần như kiểm soát hoàn toàn vệ tinh Internet đã giống lên hồi chuông cảnh báo tại nhiều quốc gia. Một mình ông có thể quyết định ngừng truy cập Internet Starlink của một khách hàng hoặc quốc gia. Mặt khác, ông cũng có khả năng tận dụng thông tin nhạy cảm mà Starlink thu thập được. Theo báo New York Times, tuy thống trị công nghệ vệ tinh Starlink bao trùm lên nhiều hoạt động của thế giới, nhưng tỷ phú Elon Musk lại rất ít bị các quy định ràng buộc và giám sát. Điều đó cộng với phong cách thất thường và cá tính của ông ngày càng khiến giới quân sự và các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới lo lắng. Ngày nay, hơn 4.500 vệ tinh Starlink đang ở trên bầu trời, chiếm hơn 50% tổng số vệ tinh của thế giới đang hoạt động. Kế hoạch của Musk trong những năm tới là có tới 42.000 vệ tinh trên quỹ đạo. Hiện tại ở các vùng chiến sự, vùng sâu, vùng xa và những nơi bị thiên tai, Starlink gần như là cách duy nhất để truy cập Internet. Các thiết bị đầu cuối Starlink hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, phần lớn châu Âu và một phần châu Mỹ Latin. Ở châu Phi, nơi truy cập Internet chậm hơn so với phần còn lại của thế giới, Starlink đã có mặt ở Nigeria, Mozambique và Rwanda. Dịch vụ này dự kiến ra mắt tại hơn 10 quốc gia khác vào cuối năm 2024. Theo các nhà phân tích, sự thống trị của Elon Musk trong không gian khó có thể cân bằng trong tương lai gần. Vào tháng 5, Amazon đã chuẩn bị đưa hai vệ tinh đầu tiên của mình lên quỹ đạo, nhưng quá trình phóng bị hoãn lại sau một số trục trặc. Kể từ đó, Musk đã đưa thêm ít nhất 595 vệ tinh Starlink vào không gian. Nữ rapper Cardi B liên tục ném microphone vào trong đồng nghiệp và khán giả. Nữ rapper người Mỹ là cô Cardi B đã gây sửng sốt khi cô ném micro về phía một khán giả hắt nước lên sân khấu.
Sự việc xảy ra khi cô đang tham gia biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc ở Las Vegas vào cuối tuần qua. Một khán giả đã hắt nước về phía nữ rapper và liền bị cô Cardi ném micro đáp trả. Ngay sau sự việc trên, nhân viên an ninh đã đưa khán giả gây rối rời khỏi sự kiện. Ngày tối trước đó thì cô Cardi B cũng đã ném micro về phía một DJ khi cô tham gia biểu diễn ở tại sự kiện âm nhạc khác. Nguyên nhân được cho là người DJ này đã cắt ngắn tiết mục của cô so với kế hoạch ban đầu, khiến cho nữ rapper cảm thấy bị cụt hứng. Trước hành động ném micro của Cardi B, có nhiều khán giả cho rằng cô đã hành xử thiếu kiềm chế, thiếu văn hóa, thiếu văn minh trong cả hai trường hợp. Cardi B từng được tạp chí Forbes đánh giá là một trong những nữ rapper có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế. Vào năm 2018, tạp chí Time đã đưa Cardi B vào trong danh sách thường niên về 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Năm 2020, tạp chí âm nhạc Billboard từng tôn vinh Cardi B là người phụ nữ của năm. 4 ngành nghề sắp cắt giảm nhân sự mạnh trong 7 năm tới ở Mỹ. Theo nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey, gần 12 triệu người Mỹ có thể sẽ buộc phải tìm công việc mới vào năm 2030. Các chuyên gia đánh giá sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, AI, dân số già và thương mại điện tử là những yếu tố ảnh hưởng đến việc làm tại Mỹ trong những năm tới. Chuyên gia Michael Chui tại Viện McKinsey là người chuyên nghiên cứu tác động của công nghệ mới đối với doanh nghiệp. Ông cho biết 75% sự sụt giảm việc làm dự kiến tập trung vào 4 ngành nghề: trợ lý văn phòng, chăm sóc khách hàng, bán hàng, dịch vụ ăn uống và sản xuất. Trong đó, nhu cầu về nhân viên bán hàng, nhân viên bán lẻ, trợ lý hành chính và thu ngân sẽ giảm tổng cộng khoảng 2,4 triệu việc làm vào năm 2030. Đây là những công việc mà hệ thống tự động có thể giải quyết hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy tới 30% số giờ làm việc hiện tại ở Mỹ có thể tự động hóa vào năm 2030. Những công nhân thu nhập thấp có thể là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ những thay đổi này. Nghiên cứu chỉ ra rằng vào năm 2030, người Mỹ thu nhập thấp có khả năng phải thay đổi công việc cao gấp 14 lần so với những người khác. Đồng thời, các ngành như chăm sóc sức khỏe, công nghệ và vận tải là những lĩnh vực tiềm năng trong tương lai do dân số già đi, sản xuất tự động hóa và thương mại điện tử phát triển. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Sau một số thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.